Yêu thần thái cổ Hắc Long, tập 18. Nể tình tử địch Long Ảnh Thương này, ta có thể không truy cứu tội chống đối trước đó của Mục Long, nhưng hắn ra tay độc ác, giết chết thiên tài, cho nên bổn sư quyết định hủy bỏ tư cách lựa chọn của Mục Long. Cái gì? Vừa dứt lời, khắp thành ồ lên. Thấy vậy, Tiêu Nhược Cuồng tuy rằng yêu thích Mục Long, nhưng cũng ngầm hiểu ý của Kiếm Tập Tam. Tộc Hắc Long đó là một trong những cổ tộc mạnh nhất trên thế gian. Còn cả cái tên Ngạo Tuyệt Thần này, đến tiền bối trong tông môn cũng đều kiêng dè sợ hắn. Hắn ta đã muốn Mục Long tự sinh tự diệt, ai dám làm trái ý hắn ta chứ? Hơn nữa, hắn ta đã tìm được xích huyết bá thể, thể chất chiến đấu bẩm sinh cỡ này, một khi trưởng thành thì tương lai không có hạn chế. Có lẽ đây chính là di ngôn dự đoán của Thái Thượng Trưởng Lão, chính là rồng thành hàng giang của đấu chiến thành tông. Lâu Thính Tuyết đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời, nàng ta đã lựa chọn Mộc Thiên Giao, thiên linh hàn thể có thể hoàn hảo dung nhập với truyền thừa của Tuyết Nguyệt Thần Cung. Nàng ta nhận định Mộc Thiên Giao chính là rồng thành hàn giang thuộc về Tuyết Nguyệt Thần Cung, trong thời gian tới nhất định sẽ là thiên tài chói mắt nhất của Tuyết Nguyệt Thần Cung. Về phần Mục Long, đó là kẻ thù của Mộc Thiên Giao, nàng ta cớ gì lại ngu xuẩn đến mức lên tiếng nói đỡ cho Mục Long chứ? Ta không phục. Thấy vậy, Mục Long xương cốt phát ra từng tiếng ren ken, gầm lên một tiếng giận dữ. Chỉ có gia nhập tông môn mới thể nhanh chóng trưởng thành trở thành cường giả, vậy mới có thể tìm được mẹ để gia tuần để gia đình đoàn tụ. Đây là chấp niệm trong lòng Mục Long. Còn nữa, còn cả bóng hình trong đáy lòng kia nữa. Từ ngày đó trở đi, trong lòng Mục Long đã có thêm bóng dáng của Vân Kinh Hồng. Nàng là người của Tiêu Dao Thần Tông, cho nên Mục Long đã thề nhất định phải vào Tiêu Dao Thần Tông để tìm được nàng. Nhưng hiện tại Kiếm Thập Tam này lại muốn xóa bỏ tư cách tuyển chọn của anh, Mục Long làm sao có thể cam tâm? Không phục thì sao? Ngươi cho rằng tứ đại tông môn là nơi kẻ nào cũng có tư cách gia nhập hay sao? Huống chi với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể thông qua tuyển chọn. Kiếm Thập Tam cười lại nói, trong hư không, một thanh khung nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn chằm chằm vào Kiếm Thập Tam. Ngươi thực sự sợ hãi như vậy sao? Đương nhiên, ông ta hiểu rõ trong lòng Kiếm Thập Tam đang nghĩ gì. Nếu không phải vì những lời trước đó của Mục Thiên Giao, thì Kiếm Thập Tam vốn dĩ đã có thái độ khác. Ngay vậy, Kiếm Thập Tam im lặng, không lên tiếng. Ngươi sẽ phải hối hận. Một thanh khung hít mắt lại, nói ra một câu như vậy. Lúc này, Lâu Thính Tuyết mới nói, nếu đã như vậy, ta cũng đồng ý xóa bỏ tư cách tuyển chọn của Mục Long. Cuộc tuyển chọn lần này rất quan trọng. Người không liên quan không được quấy rối, bằng không chính là khiêu khích tứ đại tông môn. Lời nói này không nghi ngờ là đang uy hiếp Mộc Thanh Khung để ông không dây dưa nhiều nữa. Thế vậy, thành chủ Mộc Nam Thiên cuối cùng cũng tìm được một chút cân bằng. Mặc dù Mộc Thanh Khung là cường giả đinh minh cảnh, nhưng con trai của ông ta tốt xấu gì cũng là đệ tử Tiêu Dao Thần Tông. Có tấm bùa hộ thân này sẽ đảm bảo được sự bình an của phủ thành chủ. Thế lực khác cũng đang âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải thông qua tuyển chọn vào đệ tử tông môn, như vậy sẽ không còn phải sợ Mộc gia nữa. Mộc Long, ngươi đã bị hủy bỏ tư cách tuyển chọn, còn không mau xuống đài đi. Thành chủ Mộc Thiên Nam quát lên, khoan đã. Đúng lúc này, sứ giả của Tiêu Dao Thần Tông Triệu Linh Đan đột nhiên đứng lên. Hả? Thấy vậy, ba sứ giả tông môn còn lại đều nhìn về phía Triệu Linh Đan, ánh mắt tràn ngập vẻ không hiểu, không biết Triệu Linh Đan có ý định gì. Trước đó nàng ta vẫn luôn quan sát Mục Long, lúc này ánh mắt lóe lên vẻ tò mò, trong miệng phát ra thanh âm linh hoạt kỳ ảo bắt tai, tựa như là âm thanh của thiên nhiên. Sau đó nàng khẽ chuyển ánh mắt cười nói, nếu đã là tuyển chọn thì đương nhiên phải công bằng công tâm, cho nên ta đề nghị cũng hủy bỏ cả tư cách tuyển chọn của Lãnh Vô Nhai. Không biết ý ba vị như thế nào? Cái gì? Dưới lôi đài, Lãnh Vô Nhai vốn còn đang cười trên nỗi đau của người khác, ngay vậy lập tức nụ cười đông cứng lại, sắc mặt trở nên đen thui. Đây chẳng phải là ngồi không cũng bị tai họa ập đổ xuống đầu sao? Tôi chọc vô cô sao? Ngay vậy, sắc mặt Kiếm Thập Tam lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm Triệu Linh Đan chất vấn. Triệu Linh Đan, cô có ý gì chứ? Lãnh Vô Nhai này có tiên thiên kiếm cốt, giống với tổ sư của Lăng Thiên Kiếm Tông, là rồng thành hàn giang của Lăng Thiên Kiếm Tông trong di ngôn. Triệu Linh Đan còn không hiểu sao mà lại nói ra lời này.
Việc này liên quan đến tồn vong môn phái, Kiếm Thập Tam đương nhiên sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ triều xưa muội lấy lùi làm tiến, bảo vệ cho Mục Long sao? Lời Tĩnh Tuyết chớp mắt liền nghĩ ra điểm then chốt. Cũng không phải là bảo vệ, nếu đã là tuyển chọn thì ắt phải công bằng. Ta thấy hai người Mục Long và Lãnh Vô Nhai này đều phạm quy mà chỉ phạt một người thì có vẻ như không đúng với uy nghiêm của tứ đại tông môn chúng ta. Cô Kiếm Thập Tam tức giận, nhất thời thở gấp. Triệu Linh Đan này rõ ràng là muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn ta. Thôi, ta thấy Lãnh Vô Nhai và Mục Long đều có tư chất trời cho. Hơn nữa dù sao cũng còn nhỏ, khó tránh khỏi trẻ người non dạ, hay là bỏ qua cho họ lần này, cũng có thể cho thấy được lòng yêu thích người tài của tứ đại tông môn chúng ta. Đúng lúc này Tiêu Nhược Cuồng mở miệng là đồng nghiệp, hắn ta cũng đang âm thầm suy nghĩ chuyện này. Mục Long không phải thể chất đặc biệt hay sao? Sao Triệu Linh Đan này lại nói chuyện giúp hắn ta chứ? Nàng ta trời sinh có con mắt nhìn người, lẽ nào đã nhận ra cái gì sao? Tiêu Nhược Cuồng nghĩ mãi không ra. Kiếm Thập Tam nghe Tiêu Nhược Cuồng nói thế, dù tính cách kiêu ngạo như hắn ta thì giờ phút này cũng không khỏi do dự. Nếu không bị Triệu Linh Đan kia nắm thóp thì sẽ giằng co mãi, nhưng hắn ta nhất định phải có được Tiên Thiên Kiếm Cốt, không cho phép xảy ra bất cứ sơ sót nào. Tiêu sư huynh nói có lý, dù sao thì chỉ là mấy đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu việc đời, nếu Triệu sư muội đã đánh giá hắn cao như vậy thì cứ cho Mục Long kia một cơ hội nữa vậy. Kiếm Thập Tam phụng phịu nghiến răng nói. Trên thực tế hắn ta làm như vậy là để phủi sạch mọi quan hệ, vì vốn cũng không muốn làm trái với tộc Hắc Long, nhưng Triệu Linh Đan kia lại cố tình bảo vệ Mục Long. Dù sau này tội tộc Hắc Long có tức giận thì cũng không liên quan đến Liên Lăng Thiên Kiếm Tông. Chỉ là đứa trẻ. Câu nói đó khiến người trong thành Hàn Giang hơi bị cạn lời. Đã 16 tuổi rồi, trưởng thành rồi, còn chỉ là đứa trẻ sao? Có điều dù sao câu nói đó cũng được nói ra từ trong miệng sứ giả, nên họ đương nhiên không dám cãi lại. Triệu Linh Đan nghe vậy, nhìn thoáng qua Lôi Thính Tuyết, thấy nàng ta không nói gì, bèn nói: nếu ba vị đều cầu xin cho Mục Long thì ta cũng không muốn làm kẻ, tạm thời tha cho hắn vậy. Ba vị sứ giả nghe thấy câu nói đó rõ ràng sửng sốt. Không phải Triệu Linh Đan ngươi lấy lùi làm tiến cho Mục Long cầu xin giúp hắn sao? Thế nào lại biến thành bọn ta rồi chứ? Lúc này Mục Long cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi mình nói: cảm ơn bốn vị sứ giả đã khoan dung. Anh nói xong bèn biết ơn nhìn Triệu Linh Đan, trong lòng không khỏi có thiện cảm với Tiêu Dao Thần Tông hơn. Anh biết rõ ban nãy cũng may nhờ vị Triệu tiên tử này nói chuyện giúp mình. Triệu Linh Đan thấy vậy khẽ gật đầu, ngoài miệng lại nói: không cần cảm ơn ta, chủ yếu là ba vị sứ giả khác lòng dạ rộng lượng, yêu quý người tài. Ba người kia nghe vậy lắc đầu từ chối: không dám nhận, không dám nhận. Đây là sao vậy? Mạnh Nam Thiên từ trên đài nhìn ngơ ngác. Tuy hắn ta không muốn thấy cảnh này nhưng vẫn phải tuyên bố: Mục Long của Mục Gia thắng. Trận tiếp theo là Lâm Cảnh Thiên của Bách Thảo Đường gặp Cơ Như Long của Cơ Gia. Sau đó trên đài lại xuất hiện hai bóng người. Bách Thảo Đường có thể trở thành một trong năm thế lực lớn ở thành Hành Giang thì đương nhiên sẽ không hề đơn giản. Đan dược là mạch máu của người tu hành, mà Bách Thảo Đường lại là thế lực dựa vào đan dược và dược liệu sống yên ổn trong năm thế lực lớn. Gần như toàn bộ đan dược và dược liệu của cả thành đều đến từ nó. Thế nên, tuy Bách Thảo Đường không mạnh nhưng lại chẳng ai dám trêu chọc tới. Lâm Cảnh Thiên là con trai của Lâm Bách Thảo, gia chủ Bách Thảo Đường. Đến nay vẫn chưa ai thấy y ra tay nên không biết thực lực như thế nào. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến. Không ngờ lại là Bích Cung Cảnh tầng 6. Ai ngờ Bách Thảo Đường luôn chăm chú vào con đường đan dược lại có thể đào tạo ra một thiên tài như vậy. Hay là dùng đan dược nuôi ra chứ? Không biết ai đã nói một tiếng khiến mọi người không khỏi nghĩ nhiều. Thiếu chủ Bách Thảo Đường đó chắc một ngày ba bữa đều ăn đan dược cũng chẳng phải là chuyện khó. Lâm huynh, Cơ huynh, hai người gặp mặt cúi chào nhau vẻ vẻ cực kỳ khách sáo, rõ ràng có quan hệ rất tốt, mọi người nhìn mà sửng sốt. Cái này lạ ghê, chẳng phải vừa gặp đã phải châm chọc khiêu khích đối phương để chèn ép nhau hay sao chứ? Hai người này lại hòa thuận như vậy, đúng là khiến người ta bất ngờ. Xong, cảnh tượng kế tiếp lại khiến mọi người cạn lời. Lâm huynh mời, Cơ huynh mời. Không, Lâm huynh dáng vẻ con người hơn, dáng vẻ hơn người, vẫn là mời Lâm huynh ra tay trước. Vẫn là Cơ huynh ra tay trước đi,
cơ huynh cao hơn ta. Mọi người đứng hình, má, có đánh hay không vậy? Hai người này gặp xong vẫn chưa ra tay. Đầu tiên là khách sáo, nhường nhau đến mười mấy hiệp. Hai bên đều bình yên vô sự, nhưng mọi người dưới đài đang chờ xem chiến lại vô cùng hết sức bực mình. Chuyện gì vậy trời? Hay là hai người này... Ta có một suy nghĩ táo bạo, đừng quậy, không thì sẽ coi là làm rối, hủy bỏ tư cách đó. Ngay cả Mạnh Nam Thiên cũng không nhịn nổi, đứng cạnh cảnh cáo. Một khi đã như vậy, ta sẽ khách sáo, cơ huynh cẩn thận, tránh cho bị thương. Ừ, Lâm huynh cũng phải chú ý, quyền cước không có mắt. Mọi người thấy họ cuối cùng cũng chịu đánh, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục cũng đánh rồi, đúng là khó khăn thật. Nhưng trận chiến kế tiếp của họ lại khiến mọi người cạn lời lần thứ hai. Đường đường là cao thủ bất cung cảnh lại không thi triển chân nguyên, cả quá trình đều vật lộn như sợ sẽ khiến đối phương bị thương. Cuối cùng chát một tiếng, Cơ Như Long lơ đễnh bị Lâm Cảnh Thiên tát một cái lên mặt, trực tiếp văng ra ngoài. Lâm Cảnh Thiên thấy vậy lập tức nhào tới, mọi người tưởng rằng y định lợi dụng cơ hội ấy đánh bại Cơ Như Long. Ai ngờ kế tiếp chỉ thấy Lâm Cảnh Thiên tự tay đỡ Cơ Như Long lại dậy, dịu dàng nói: Cơ huynh, xin lỗi huynh, ta không cố ý đánh lén người huynh, đau ở lòng ta. Không sao, ta vốn không phải là đối thủ của huynh, trận chiến này ta nhận thua. Cơ Như Long và nhìn Lâm Cảnh Thiên mỉm cười nói: được rồi, ta chữa thương cho huynh nhé. Lâm Cảnh Thiên nói xong vươn tay vuốt lên má Cơ Như Long, lập tức vận chuyển chân nguyên, trên người toát ra ánh sáng xanh, tỏa ra sức sống mãnh liệt. A đù, vậy mà cũng được hả? Có gian tình, tuyệt đối là có gian tình nè. Cảnh này khiến mọi người nhìn mà muốn rớt tròng mắt. Trước mặt công chúng mà dám ủy mị như thế sao? Hay già, thằng bất hiếu. Gia chủ Lâm Bách Thảo của Bách Thảo Đường tức giận gõ gậy ba con xuống đất. Sắc mặt của mọi người ở Cơ gia cũng hết sức khó coi. Gia chủ Cơ Thiên Hành cũng lẩm bẩm: đúng là tạo nghiệp mà. Trái lại giờ phút này, vài vị sứ giả lại nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh Thiên, cảm nhận được một luồng sức sống nồng nặc, trong mắt toát ra vẻ kỳ dị. Thanh mộc linh thể, cái này... Không ngờ một thành Hàn gia nhỏ bé lại che giấu nhiều anh tài như vậy. Xem ra đúng là ý trời mà. Tiêu Nhược Quân cảm khái. Sau đó ba người họ đều nhìn về phía Triệu Linh Đan. Bây giờ đợt tuyển chọn đầu tiên đã xong, bọn họ cũng đã biết sơ lược con rồng Hàn Giang trong lời trăng tối kia. Tuyết Nguyệt Thần Cung nhận được thiên linh hàn thể Mộc Thiên Giao, còn Tiêu Nhược Quân của Đấu Chiến Thần Tông lại cực kỳ coi trọng xích huyết bá thể của Cơ Trọng Dương. Lăng Thiên Kiếm Tông thì khỏi phải nói, ngay từ đầu Kiếm Thập Tam đã thiên vị tiên thiên kiếm cốt Lãnh Vô Nhai. Cuối cùng chỉ còn Triệu Linh Đan, nàng ta đại biểu cho Tiêu Giao Thần Tông. Lúc trước Triệu Linh Đan đứng ra chức Mộc Long, còn tưởng nàng ta nhìn trúng anh. Nhưng giờ Thanh Mộc Linh Thể lại xuất hiện. Rõ ràng đây là con rồng Hàn Giang thuộc về Tiêu Giao Thần Tông trong lời trăng tối kia. Thanh Mộc Linh Thể chính là thiên tài luyện đan dược, mọi người phải công nhận. Nếu tiến vào Tiêu Giao Thần Tông thì chắc chắn sẽ được đào tạo. Mấy năm sau sẽ cho ra một tông sư đan đạo. Đến lúc đó, thực lực của toàn bộ Tiêu Giao Thần Tông cũng sẽ bay lên. Xong, ba người cũng không nhìn thấy vẻ kích động gì trên mặt Triệu Linh Đan. Trái lại giờ phút này, ánh mắt nàng ta lại cực kỳ bình tĩnh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên thực tế, Triệu Linh Đan đã trầm tư rất lâu. Mệnh số loạn thế tử kiếp khó sửa. Mệnh số loạn thế tử kiếp khó sửa. Trời định 49 người tụ tập, con rồng Hàn Giang nhảy vào trận, chắc là tạo hóa nghịch kiếp phù sinh. Trong đầu Triệu Linh Đan không ngừng lặp lại lời trăn trối của bốn vị thái thượng trưởng lão. Đây là bốn câu tiên tri liên quan đến tương lai tứ tông, mà điểm quan trọng nhất nằm ở con rồng Hàn Giang. Con rồng Hàn Giang chỉ là thiên tài trong thành Hàn Giang thôi sao? Trong con người lấp lánh của Triệu Linh Đan bỗng hiện lên vẻ nghi ngờ. Thiên tài như rồng, lặn xuống hà đầm, một nước lên trời. Nếu là rồng thì phải một mình một cõi, nhưng trong lời tiên tri lại chưa nói là bốn con rồng. Huống chi Triệu Linh Đan trời sinh tuệ nhãn, có thể thấy được rất nhiều bản chất của con người. Nàng ta cẩn thận nhìn bốn người mang thể chất đặc biệt kia, trong lòng hơi hiểu ra. Lâm Vô Nhai, Lãnh Vô Nhai tiên thiên kiếm cốt, nhưng là người xấu xa. Loại người này có thể cứu vớt tông môn hay sao? Mộc Thiên Giao thiên linh hàn thể đúng là rất mạnh, nhưng lòng dạ âm trầm,
thói hay lệch lọc, dường như cũng khó mài lên ngọc. Cơ Trọng Dương, xích huyết bá thể, quả là hùng dũng, tất sẽ trở thành anh hùng hào kiệt. Nhưng cái loạn thế lại cần một thế hệ kiêu hùng. Còn Lâm Cảnh Thiên kia, hay à... Bốn người đó đều có tư chất phi phàm, nhưng sẽ là con rồng hàn giang trong lời tiên tri sao chứ? Triệu Linh Đan nhớ lại vẻ hoảng sợ trong ánh mắt của Thái Thượng Trưởng Lão, sắc mặt dần trở nên phức tạp. Hay là con rồng hàn giang trong lời tiên tri lại là người khác? Triệu Linh Đan vừa suy ngẫm, vừa liếc nhìn đám người, cuối cùng dừng lại ở một phía. Chỗ đó chính là Mộc Gia. Mộc Long không những trong tên có một từ Long, mà còn là con của công chúa Long tộc. Nếu lúc trước hắn bị hút đi huyết mạch, vậy phải trở thành một kẻ tàn phế mới đúng. Nhưng giờ lại có thể dùng thoái phàm cảnh lập tức giết chết Bích Cung Cảnh. Với phá vọng thần đồng của ta mà cũng không thể nhìn thấu được hắn, đủ để cho thấy kẻ này bất phàm. Hơn nữa, người này có tính cách cứng cỏi, có thù tất báo, gặp nguy không hoảng, chẳng sợ kẻ mạnh. Tuy hơi kích động nhưng cũng nằm trong phạm vi cho phép của người thiếu niên. Có lẽ một người như vậy mai sau mới có thể trở thành kiêu hùng. Con rồng hàn giang trong lời tiên tri sẽ là hắn sao? Nếu là hắn, vậy cuộc tuyển chọn lần này sẽ một bước lên trời. Ta cứ quan sát tiếp đã. Triệu Linh Đan nghĩ thêm, nghĩ đến đó thoáng cái nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng ta vuốt ve con thỏ trong lòng, khẽ lẩm bẩm. Sơ nhất, người nói xem, lần này trực giác của ta còn có thể chính xác hay không? Con thỏ nhíu cái mũi hồng nhạt, cực kỳ thoải mái tiếp tục hít bắt đón ánh nắng chiều. Sau vòng đầu tiên đã loại bỏ một nửa, chỉ còn lại 16 người. Ngay từ đầu, trong lòng mấy vị sứ giả đó đã có người được chọn, nhưng cuộc thi vẫn phải tiếp diễn, tiếp đến khi tìm ra được người chiến thắng. Mà thực tế, họ cũng muốn nhìn xem con rồng hàn giang mà tứ tông chọn ai mạnh, ai yếu. Điều này liên quan đến mặt mũi của họ. Ngày thứ hai, sau khi tiến vào vòng hai, cảnh chiến đấu rõ ràng kịch liệt hơn vòng đầu rất nhiều. Mộc Long gặp phải một nữ đệ tử tên Mạch Uyển Ngọc của Phủ Thành Chủ. Nhưng thực lực của người này chỉ là Bích Cung Cảnh tầng 1, còn yếu hơn cả Tiết Hải Cừu bị Mộc Long một quyền đánh chết lúc trước. Trước đó thăng cấp là do may mắn đánh bại một đệ tử thoái phàm cảnh của Mộc Gia mà thôi. Mạnh Uyển Ngọc thấy đối thủ của mình là Mộc Long, e dè sự dũng mãnh bạo lực của anh, sợ mình cũng bị một quyền đánh chết, thế là vừa lên đài đã nhận thua. Mộc Long cũng coi như được thắng một cách thoải mái. Kể từ đó chỉ còn lại 8 thiên tài tiến vào vòng 3. Lần này đối thủ của Mộc Long chính là Lâm Cảnh Thiên, vì có thanh mộc linh thể của Bách Thảo Đường. Bọn họ gặp phải nhau sao? Cũng tốt, vậy cũng dễ chứng minh được trực giác của mình. Triệu Linh đang ngồi trên đài cao thấy cảnh này, lòng thầm nghĩ, sao lại hắn chứ? Mộc Long thấy Lâm Cảnh Thiên, không khỏi nhớ tới cảnh tượng phấn hồng bay tứ tung của y và Cơ Như Long. Trong lòng chợt rùng mình, người này không phải thích đàn ông đó chứ? Có điều dù sao thanh mộc linh thể cũng là thể chất đặc biệt nên không thể khinh thường được. Mộc Long thầm cảnh giác. Lâm huynh mời. Trên sân đấu, Mộc Long chắp tay học vẻ khách sáo của Cơ Như Long. Mọi người thấy vậy, mặt mày không khỏi sụ xuống, lại bắt đầu ve vãn nhau nữa hả? Ai ngờ Lâm Văn Thiên nghe thế lại gật đầu đáp, được. Sau đó y trực tiếp vận chuyển chân khí tấn công Mộc Long. Cái này... Ủa, Khiêm Nhường đâu rồi? Mọi người sửng sốt rồi chợt hiểu cả ra. Có vẻ như Lâm Cảnh Thiên kia cũng không có như vậy với người đàn ông khác, mà chỉ có mỗi một mình Cơ Như Long của Cơ Gia mà thôi. Quan hệ của hai người họ chắc họ không hề đơn giản. Trên sân đấu, Mộc Long cũng không có lòng dạ để nghĩ đến những điều đó. Tuy Lâm Cảnh Thiên đến từ Bách Thảo Đường nhưng thực lực cũng không yếu. Dù chỉ là Bích Cung Cảnh tầng 6, song lúc chiến đấu, lực phương huyền cung không ngừng vang lên, phát ra từng luồng chân nguyên màu xanh kết hợp với sức chiến đấu của bản thân cực kỳ mạnh mẽ. Không ngờ lại còn mạnh hơn cả Mạnh Phi Hàn, người mở được Bát Phương Huyền Cung một chút. Giả vờ sao? Lâm Cảnh Thiên kia chắc chắn là đang giả vờ, xem ra người có thể chất đặc biệt, không ai là nhân vật đơn giản hết. Mọi người dưới đài nhìn chằm chằm hai bóng người ở trên, bàn tán xôn xao. Tuy Mộc Long chỉ là thoái phàm cảnh đỉnh phong, nhưng sau khi anh dùng một quyền đánh nát Tiết Hải Cừu thì đã không có ai coi anh
là một thoái phàm cảnh bình thường nữa. Có điều, tuy Mộc Long kia mạnh đấy, nhưng giờ cũng không phải gặp được cao thủ bích cung cảnh bình thường. Chẳng biết ai trong họ sẽ thắng đây. Trên đài, trận đấu đã đến hồi gay cấn. Thanh đằng phượt sát. Lâm Hạnh Thiên nói xong, bèn nhảy vút lên. Sau đó chân nguyên thanh mộc trào ra từ trong lòng bàn tay, hóa thành hơn 10 giờ sợi dây mây. Thoáng chốc trói Mộc Long lại, y như cái bánh chưng. Mộc Long sẽ thua sao? Mọi người nhìn thấy cảnh này thì như đã trông được thấy kết quả. Suy cho cùng thì cảnh giới vẫn kém hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, một tiếng đứt gãy chợt vang lên. Rắc! Chỉ nhìn thấy những dây mây xanh lục quấn quanh dịch, Mộc Long lập tức gãy thành từng khúc mà anh lại chẳng hề hấn gì. Thanh mộc linh thể cũng chỉ qua, chỉ có thế. Ngay tức thì, khí huyết trong cơ thể Mộc Long chợt vang lên như sấm, chân khí màu vàng kim điên cuồng bùng nổ. Mọi người thấy vậy thì chợt hiểu ra, cuối cùng họ cũng biết trước mình đã bỏ qua cái gì. Hóa ra, ban nãy Mộc Long và Lâm Cảnh Thiên chiến đấu thì vẫn chưa dùng tới chân khí mà chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể để đánh nhau. Thật đáng sợ, không ngờ cơ thể của hắn lại khủng bố như vậy. Có thể cứng chọi cứng với một cao thủ bích cung cảnh luôn. Hèn chi tiết hẻ cừu kia bị một quyền của hắn đánh nát. Cũng không biết bình thường Mộc gia ăn cái gì mà lại có sức mạnh cỡ đó. Quả thật là y như yêu thú. Sau khi mọi người nhận ra thì đều than thở. Cẩn thận! Trên đài, Mộc Long hét lên nhắc nhở Lâm Cảnh Thiên. Kế tiếp trên người anh bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt. Chân khí màu vàng kim bùng nổ, phát ra từng tiếng nổ ầm vang giống như sóng biển. Âm âm! Nội đào tam trọng phá. Ban nãy, Mộc Long chỉ là muốn xem thử sức mạnh của thể chất đặc biệt. Bây giờ, anh đã không cần thử nữa. Trực tiếp đánh ra sức mạnh gấp 3 lần bình thường. Thanh đằng phòng ngự. Lâm Cảnh Thiên thấy vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Y biết Mộc Long không giống người bình thường, nhưng vẫn không ngờ thực lực của anh lại khủng bố như vậy. Sức mạnh cỡ đó, hiển nhiên là y chẳng thể chống lại nổi. Trần Nguyên thanh mộc không ngừng tràn ra. Thoáng chốc đã tạo thành 9 lớp phòng ngự bằng dây mây, chống lại đòn tấn công của Mộc Long. Ngay sau đó là 9 tiếng nổ liên tục vang lên. Mọi người nghe mà da đầu tê dại. Bùm! Tức thì có một bóng người bay ngược ra sau, trực tiếp rớt xuống đài. Cơ Như Long lập tức chạy tới, đỡ Lâm Cảnh Thiên dậy, mặt mày quan tâm. Lâm huynh, huynh không sao chứ? Ta thua rồi. Lâm Cảnh Thiên nhìn Cơ Như Long, khóe miệng trĩ máu. Cảm ơn. Trên đài Mộc Long chắp tay nói. Cảm ơn một quân đã nương tay. Lâm Cảnh Thiên cũng đáp lễ, cười chua xót, sau đó chậm rãi rời đi dưới sự nâng đỡ của Cơ Như Long. Mộc Long của Mộc gia thắng. Mạnh Nam Thiên mặt mày bình thản tuyên bố. Thật tốt quá, công tử lọt vào top 4 rồi. Công tử đúng là lợi hại, không ngờ lại đánh bại được Lâm Cảnh Thiên. Đó chính là người có thể chất đặc biệt đó. Mọi người trong Mộc gia không khỏi vui vẻ xôn xao. Hắn quả nhiên thắng sao? Vậy chứng tỏ Lâm Cảnh Thiên không phải là con rồng Hàn Giang như trong lời tiên tri. Thế nên, thật là hắn sao? Triệu Linh Đan lẩm bẩm, nhìn chằm chằm thiếu niên trên đài, ánh mắt có chút lấp lóe. Vốn dĩ, ai cũng nói tiến vào top 4 sẽ là 4 loại thể chất đặc biệt. Nhưng giờ Mộc Long lại đánh bại thanh mộc linh thể Lâm Cảnh Thiên, mạnh mẽ tiến vào top 4, trực tiếp phá hủy lời đồn đại đó. 3 người khác trong top 4 cũng đã được quyết định, lần lượt là Mộc Thiên Giao, Cơ Trọng Dương và Lãnh Vô Nhai. Kiếm Tập Tam và Tiêu Nhật Cuồng trong 4 sứ giả nhìn thấy kết quả đó thì có chút ngơ ngác. Đây quả thực là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rốt cuộc thì Triệu Đinh Đan đang muốn làm gì? Nếu lúc trước hủy bỏ tư cách của Mộc Long thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Cặp tuệ nhãn của Triệu Sư Muội quả nhiên là độc đáo. Có điều xem ra Tiêu Giao Thần Tông đã không có cơ hội có được viên cửu khuyết hóa long đan kia rồi. Lầu Tĩnh Tuyết rõ ràng là đang giễu cợt Triệu Linh Đan, tự làm tự chịu vì con chen chép mà mất con cá rô. Xong, Triệu Linh Đan nghe vậy chẳng thèm cãi cọ với nàng ta, chỉ mỉm cười. Từ trước đến nay, Tiêu Giao Thần Tông chúng ta làm việc đều dựa theo hai từ Tiêu Giao. Chuyện này tùy duyên vậy. Tiêu Nhật Cuồng và Kiếm Tập Tam nghe thấy cửu khiếu hóa long đan thì lập tức sáng bừng mắt. Cửu khiếu hóa long đan, hóa long đan là cao thủ của tứ đại tông môn cướp được từ phật trong bí cảnh viễn cổ. Chỉ có một viên là vật sở hữu chung của bọn họ. Cuộc tuyển chọn lần này cũng không phải là nhỏ vì nó dùng viên đan dược đó làm phần thưởng. Kế tiếp chính là trận chiến trong top 4. Mộc Long, người tốt nhất là cầu khẩn đừng để rơi vào trong tay ta.
Bên trong huyết sắc môn, Lãnh Vô Nhai nhìn chằm chằm Mục Long với ánh mắt vô cùng hung ác. Bây giờ, cuộc tuyển chọn ở thành Hàn Giang đã chọn được top 4, cũng coi như là tiến vào trận chung kết, nên Lãnh Vô Nhai cũng chẳng thèm kiêng dè gì nữa. Nhưng mà cùng lúc đó, ánh mắt Mục Long cũng nhìn về phía hắn ta. Khoảnh khắc khi hai ánh mắt hai thiếu niên thiên tài gặp phải nhau, cả hai đều thấy trong sắc được sát khí trong mắt đối phương. Trận chung kết này chỉ có một mục đích là thông qua chiến đấu chọn ra thiên kiêu đứng đầu thành Hàn Giang, cũng là quán quân trong cuộc tuyển chọn lần này. Vì vậy trận chiến đấu cuối cùng được định sẵn sẽ rất khốc liệt và đặc sắc. Tất cả mọi người trong thành đã rất háo hức chờ đợi hai ngày trôi qua. Lại là một buổi sáng sớm khác, trận chiến chính thức bắt đầu.